Chào mừng quý vị đến với bản tin Chuyển động 360. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo người dùng xem video, đọc báo tin tức để kiếm tiền qua mạng. Các đối tượng nhắm đến thường là những người tiêu dùng có thời gian rảnh rỗi. Cụ thể, các đối tượng đăng nội dung cam kết xem 10 giây được 50 đồng, mỗi ngày cung cấp 10 video để xem. Để sở hữu một tài khoản trên trang web này, người dùng phải chuyển 250.000 đồng để kích hoạt. Từ đó khiến cho những người tham gia chủ quan, nghĩ rằng nếu có bị lừa thì không mất quá nhiều. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, dù số tiền ban đầu nạp vào không nhiều, nhưng với hàng nghìn người tham gia, đối tượng lừa đảo có thể thu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng. Để tình trạng trên không tiếp tục diễn ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng nên nâng cao cảnh giác với các hình thức mời chào cũng như là tham gia kiếm tiền qua mạng, không nên chuyển tiền cho các đối tượng không có rõ thông tin, nguồn gốc, không được cơ quan nhà nước chứng nhận, không tham gia vào các video kiếm tiền qua mạng như đã nêu trên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.